Mai Phi Long xin trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Và hôm nay Phi Long trở lại với quý vị trong chương trình giới thiệu Đại hội Việt Film Fest năm 2015. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được ngồi kế một người mà phải là huyền thoại của điện ảnh Việt Nam. Nói tới đây chắc chắn là quý vị biết ai đó, người đó là ai. Xin hân hạnh kính chào cô Kiều Trinh. Dạ, chào anh Phi Long và xin kính chào quý vị của Người Việt TV. Vâng, thưa cô, nhắc đến điện ảnh và nói đến với cô Kiều Trinh thì là chúng ta có rất nhiều một cái lịch sử rất là dày của cô, mà nói giới thiệu bao nhiêu cũng bằng thừa. Thì kỳ này thì xin phép được vào thẳng vô vấn đề. Phải nói rằng là Phi Long rất coi nhiều phim của cô Kiều Trinh, nhưng mà đợt phim điện ảnh năm 2015 này, quý vị sẽ thấy rằng là cô Kiều Trinh nhập vào một cái vai hoàn toàn mà quý vị chưa bao giờ chứng kiến. Đó là quý vị sẽ được xem cô Kiều Trinh trong vai bà Lên Đồng. Là bà Pháp Sư. Cô Kiều Trinh nghiên cứu cái vai đó như thế nào? Mà trước hết cô Kiều Trinh cũng lấy cái vai đó trong phim nào? Dạ, thưa quý vị khán giả với thưa anh Phi Long, là Kiều Trinh thì rất thích nghiên cứu về Lên Đồng. Bởi vì hồi xưa có đi theo bà già mẹ chồng. Bà thì như là đi hầu đồng, vâng. Thường xuyên, mà mình thì có cái nhiệm vụ là xách cái vali quần áo, thành ra thấy cái không khí nó rất là thích, nó có một cái thật sự ra nó có một cái văn hóa ở trong đó, thành ra rất thích. Thế Kiều Trinh có nói chuyện với anh đạo diễn Trần Hàm là tại sao điện ảnh mình chưa có bao giờ có một cái vai nào mà Lên Đồng cả. Thì Hàm nói là cô Yên Trí, thế nào Hàm cũng trong cái chuyện phim mới, thế nào Hàm cũng viết một cái vai Lên Đồng cho cô Kiều Trinh đóng. Thế thì mình thích lắm, nhưng mà mình cứ tưởng rằng là Hàm sẽ cho mình một cái vai Lên Đồng giống như là mình nhìn bà mẹ chồng hồi xưa Lên Đồng vậy. Thế nhưng mà ai ngờ đâu thì cái nhân vật Lên Đồng trong cái câu chuyện của Hàm đấy thì nó lại là cái nhân vật một cái bà Đồng rất là dữ. Dữ đây có nghĩa là trừ ma quỷ, là đó. Cao tay ấn, cao tay ấn, gọi là đó, một bà Đồng cao tay ấn trừ ma quỷ, cho nên luôn luôn là cau mày trợn mắt, vâng, là chỉ mặt độc ác mà la hét. Thành ra cái này là khác hẳn cái hình ảnh bà Đồng mà mình ước mơ từ trước tới nay. Thế nhưng mà cũng rất là lạ, là nó khác. Bây giờ cô Kiều Trinh cho Phi Long hỏi rằng là trong cái phim này, một bộ phim này cũng là một bộ phim gọi là rùng rợn thưa quý vị, bộ phim đoạt hồn, dạ, đoạt hồn, vâng. Phim này là một phim là quý vị là vừa ma quái vừa hồn ma nhập xác, là kinh hoàng lắm, mà quý vị lại thấy cô Kiều Trinh trong đó là múa võ nha, múa nhang lửa. Những cái đó được, trong thời gian đó cô đi đâu để mà được training mấy cái đó? Dạ thưa thưa anh Mai Phi Long, cái đó cũng phải tập lắm. Mình trông các cụ, gọi mình có nói đùa với nhau gọi là nhảy đồng, chứ không phải nhảy đầm mà nhảy đồng. Mình tưởng là dễ bằng ạ. Không dễ đâu. Vâng, bởi vì nó phải theo nhạc, theo cung văn. Và khi mà múa cái tay phải như thế nào, ngón tay như thế nào, và cái khử tay múa đao, gậy, rồi khó nhất là múa lửa. Cái ngọn đuốc rất là lớn mà múa làm sao đó để cái lửa đừng có vào mặt mình, cũng như là đừng vào mặt những diễn viên chung quanh. Khó lắm. Tập và khi múa những cái tay như thế, cái mắt thì như thế nào, rồi cái chân thì như thế nào để cho nó đúng với tiếng đàn của cung văn. Tôi không có ngờ, có lẽ đi học nhảy đồng dễ hơn học nhảy đồng. Thành ra ở trong phim đó cũng rất tiếc là vai bà Đồng chỉ là một vai phụ thôi. Vâng, còn cái câu chuyện là của Đoạt Hồn của đạo diễn Trần Hàm là một cái câu chuyện về một gia đình và có một đứa con nó bị hồn ma nhập, cho nên là bố mẹ đi mời cái bà Đồng về để mà trị ma. Nhưng mà cô nói thế là cô Kiều Trinh khiêm nhường thưa quý vị. Chúng tôi xem cái phim này thì chúng tôi thấy là ngay từ đầu cứ chờ xem là cô Kiều Trinh xuất hiện lúc nào để mình xem bà Đồng Kiều Trinh bả làm cái gì. Mà đặc biệt tới một cái khúc là cô có nhớ là cô viết bùa hay là cô khoán bùa gì đó,
vẽ hình dạ. thêm lúc đó là tập trung tư tưởng để mà vẽ bùa. Dạ. À, nhân đây thì cũng phải cảm ơn là xin lỗi ngồi đây không nhớ tên vị đó nữa, là cũng có lên trên trên Los Angeles đó. Dạ. Có một vị cũng dạy qua một chút về cách mặc áo hầu đồng. Vâng, mới lại một cách múa, nhưng mà chỉ có 1-2 ngày thôi thì cũng không có học được nhiều lắm. Vâng. À, có một cái điều này muốn hỏi cô Kiều Trinh như thế này. Trong cái đợt phim của Fest, Việt Film Fest lần năm 2015, rất nhiều phim gửi về mà cái sự diễn xuất họ rất là hay. Thì bây giờ với một người có một kinh nghiệm là nhiều thập niên mà làm việc trong ngành điện ảnh từ trước năm 1975 sang qua Hoa Kỳ, và bây giờ cô Kiều Trinh trong thời gian qua đã từng cô làm việc với Hàm Trần trong bộ phim Vượt Sóng, Hàm Trần trong lần này, cô Kiều Trinh có một cái cảm giác nào hay có một cái dự có một cái sự gọi là tiên đoán nào cho cái ngành điện ảnh Việt Nam của người Việt Nam tại Hoa Kỳ? Thưa anh Mai Phi Long với lại thưa quý vị khán giả, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ làm phim, bởi vì họ là những người mà có học, có kiến thức. Tôi nói ví dụ như một người mà tôi đã có cái cơ may được làm việc với anh 2 lần, đó là đạo diễn Hàm Trần. Tôi đã được làm việc với anh trong phim Vượt Sóng, rồi tới phim Đoạt Hồn. Hàm Trần là một người tốt nghiệp về điện ảnh ở UCLA. Mà anh tốt nghiệp không phải là chỉ làm đạo diễn không, mà anh tốt nghiệp thứ nhất là về viết kịch bản. Rồi Hàm Trần là cái người làm editing rất là giỏi, edit, ráp nối rất là giỏi, sound anh cũng rất giỏi, và music anh cũng rất giỏi. Thành ra đến cái ví dụ như phim Đoạt Hồn, về cái cắt, cái editing của anh đó rất là hay. Anh ráp nối những cái làm cho mình hồi hộp hay làm cho mình sợ sệt hay là cái gì, thì tôi thấy anh Hàm Trần là cái người có cái tài năng, cái khiếu của anh về editing cũng như là về đạo diễn. Đó là ngoài Hàm Trần ra thì tôi chưa được làm việc với các đạo diễn khác. Thế nhưng mà tuy nhiên tôi cũng thấy ví dụ như là anh Charlie Nguyễn hay là anh Victor Vũ. À, tôi có được làm việc với anh Tim Bùi nữa, Timothy Bùi. Vâng. Thành ra tôi thấy là họ là những người rất là giỏi, đều là những người mà có kiến thức và có học, và họ có cái say mê nữa, làm điện ảnh thì phải say mê rồi. Thành ra tôi hy vọng rất nhiều. Năm nay tôi chưa được xem phim, nhưng mà nghe như là cô Isa với các quý bạn ở trong hội đồng chấm thi của Việt Film Fest năm nay thì nói rằng năm nay có nhiều phim rất là hay. Mời quý vị tham dự cho đông để coi những cái phim của các thế hệ trẻ làm trong năm nay rất là hay. Và một cái điều nữa thì thưa quý vị, chúng tôi nằm trong ban tổ chức của Việt Film Fest thì phải nói rằng là cái sự đóng góp của cô Kiều Trinh cho cái đại hội Việt Film Fest là ngay từ đầu cho đến bây giờ thì cô lúc nào cũng ủng hộ cho cái thế giới của các bạn trẻ Việt Nam làm phim. Và trong những ngày vừa qua chắc quý vị cũng để ý một bộ phim Ride the Thunder, một bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam theo những câu chuyện mà kể của người Việt Nam. Thì cô Kiều Trinh cũng là một người là producer trong bộ phim đó. Và khi cô làm cái bộ phim đó, cô nghĩ rằng là cho điện ảnh hay cho lịch sử của những người miền Nam? Thưa thưa anh, có lẽ tôi cái câu trả lời của tôi là cho cả hai. Vâng. Tôi là một cái người làm điện ảnh, sống vì điện ảnh và cho điện ảnh. Và tôi đã ở với điện ảnh năm nay là 57 năm rồi. Vâng. Thì một bộ phim, một người làm nghệ thuật mà khi có một bộ phim tới với mình thì đó là một cái điều như là làm cho mình được sống những ngày mà mình muốn. Thì thứ nhất, điều thứ hai nữa là cuốn phim đó lại nói về cái cuộc chiến của mình, của Việt Nam. Vâng. Thì đây nó là một cái câu chuyện mà nó chỉ tả lại một thời điểm. Cuộc chiến của mình thì quá dài, mà cái câu chuyện này nó chỉ là một cái thời điểm trong một cái giai đoạn nào đó. Nhưng cái đặc biệt là đưa lên một cái tình huynh đệ chí binh của giữa hai người chiến sĩ, một người là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một người là cố vấn Mỹ của Trung tá Lê Bá Bình.
là coi như là người hùng của cái trận đánh của cái thời điểm đó. Thì với lại người đại úy Ripley, hai người họ có một cái sự cảm phục nhau, họ trở thành ra một cái tình bạn. Và sau cuộc chiến, một người ở lại đi cải tạo, một người đi về nước Mỹ. Thì nước Mỹ lúc đó cũng đang sôi động trong cái vấn đề chính trị, về có những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam hay là cái gì đó. Thế, cho nên là về sau lúc hai người gặp lại nhau đó, thì cái tình bạn của họ nó gây ra cái cảm xúc cho cái trong cái vấn đề mà tình huynh đệ tri binh đối với nhau. Thì cái câu chuyện nó xoay quanh như vậy. Nó là do câu phim này, nó do một cái cuốn sách dày hơn 600 trang như thế này của ông Richard Botkin viết. Ông ta đã mất 5 năm dài nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, cũng như là lịch sử về chiến tranh, cũng như là của nước Mỹ nữa, để viết cái cuốn Ride the Thunder. Và sau cùng thì ông ta cùng một người bạn là ông Fred Koster, hai người đứng ra để làm producer cuốn phim đó, và do ông Fred đạo diễn. Thành ra cũng phải kể cái công của họ có một cái passion, có một cái chí là muốn đưa ra một cuốn phim về vấn đề Việt Nam. Và đây cũng là một cuốn phim đầu tiên mà có hình ảnh nhiều của quân đội miền Nam Việt Nam. Và thưa quý vị, cũng như tất cả các ngành nghệ thuật khác, nghệ thuật điện ảnh cần khán giả. Và đặc biệt trong nghệ thuật điện ảnh của người Việt Nam, của các tác giả Việt Nam, thì thưa quý vị, cái chúng ta sống tại Hoa Kỳ này thì chuyện làm nghệ thuật là một chuyện rất là khó khăn. Bây giờ cô Kiều Trinh có một cái lời kêu gọi nào với quý khán thính giả để ủng hộ cho thế hệ trẻ Việt Nam trong ngành điện ảnh, chúng ta làm cái gì? Dạ. Nói thưa anh Mai Phi Long, nói khuyên thì không dám khuyên. Bởi vì đi trên con đường điện ảnh nó có nhiều chông gai lắm, vất vả lắm. Nếu mà khuyên bạn trẻ đi vào con đường vất vả thì không có đúng. Đấy. Thế nhưng mà cái gì nó cũng có một cái giá của nó. Nó có phần thưởng. Nó có cái phần thưởng, nó có cái giá phải trả. Và nhưng mà nó có cái phần thưởng tinh thần. Và nếu mà mình có cái lòng say mê thì why not? Vâng ạ. Nếu mình yêu thích điện ảnh, say mê điện ảnh, thì dù có chông gai tới mấy đi chăng nữa thì mình cũng đi trên con đường để đi tới điện ảnh thôi. Vâng, thành ra khuyên các bạn là nếu mà yêu điện ảnh thì cứ đến với điện ảnh và đến với hết cả tâm lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, như là hồi nãy cô Kiều Trinh có nói rằng là đến năm nay là năm thứ 57 cô bước vào cái lĩnh vực điện ảnh, và cho đến bây giờ thì lúc nào cô Kiều Trinh cũng đứng đằng sau các thế hệ mà coi như là đàn em, con cháu trong cái ngành điện ảnh này. Bằng chứng là trong cái phim Fest là cô có mặt ngay từ đầu cho đến luôn cả bây giờ. Thì thưa quý vị, ngày 16 Tây, dạ, vâng, tháng 4 sắp tới, xin mời quý vị đến Đại hội Việt Film Fest ở tại rạp Ultralux ở tại Anaheim. Dạ. Chúng ta sẽ có một cái buổi khai mạc. Dạ. Và trong cái đại hội này chắc chắn quý vị phải đến xem cô Kiều Trinh diễn xuất trong vai bà Pháp Sư Lên Đồng. Lên Đồng, bộ phim Đoạt Hồn. Đoạt Hồn của đạo diễn Trần Hàm. Xin quý vị tới cho đông và xin quý vị ủng hộ các thế hệ trẻ làm phim. Nếu mà làm phim mà có khán giả thì phim sẽ tiếp tục trên con đường rất là tốt đẹp. Xin quý vị ủng hộ cho thế hệ trẻ làm phim. Xin chúc thế hệ trẻ được nhiều may mắn hơn thế hệ của tôi. Vì thế hệ của tôi thì sống trong chiến tranh, cái điện ảnh nó rất khó để mà có cất thể cánh. Vâng. Dạ vâng. Thế cũng như là xin yểm trợ cho Đại hội Điện ảnh VIP, tức là Việt Film Fest. Xin trân trọng cảm ơn. Rất cảm ơn cô Kiều Trinh đã cho Mai Phi Long cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Mai Phi Long. Dạ. Và xin quý vị, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong Đại hội Film Fest vào ngày 16 Tây tháng 4 tại rạp Ultralux ở tại Anaheim. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.